Bản tin cực nóng trong ngày đầu năm có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bí mật họp với Bộ Chính trị để xử lý các quan chức tham nhũng đang lây lan như virus chứ không thể để nhiễm hết cả bộ máy nhà nước. Như bài viết trên báo điện tử thanh tra.com.vn, bài báo phản ánh tiền mua được mọi thứ trên thế gian dẫn đến lòng tham con người là vô đáy, bất chấp thủ đoạn. Chính vì vậy, nhiều quan chức lớn có học hàm, học vị, hiểu luật vẫn gục ngã giày chết vì tiền. Như đã đưa tin ở trên, hai phó thủ tướng là ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam vừa chính thức bị tước chức vụ đảng. Trước đó, cả nước rung động khi hai ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng hai ngành quan trọng bậc nhất cả nước, ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long bị khai trừ ra khỏi đảng, truy tố bắt tạm giam vì vi phạm nghiêm trọng tổ chức đảng. Cụ thể là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, buông lỏng quản lý, biết sai, phần làm, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. Vụ việc gây bất bình rất lớn trong dư luận xã hội, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào hai ngành then chốt khoa học công nghệ và y tế. Quyết định kỷ luật nghiêm minh của Đảng thể hiện quyết tâm thanh lọc một nhóm không nhỏ quan tham suy đồi đạo đức, tư tưởng rõ ràng là không có vùng cấm và ngoại lệ với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm tham nhũng trong chống dịch là tội ác. Trước khi bị bắt thì quan chức đều là mẫu mực, đảng viên tốt, luôn học tập và rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, họ đã trực tiếp làm tay sai cho tội phạm tham nhũng, gây thất thoát tiền lớn của dân, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy hàng vạn người dân và khốn khó lao đao. Hơn 43.000 đồng bào đã ra đi mãi mãi vì COVID. Những đảng viên biến chất đã lợi dụng dịch bệnh, chà đạp lên đồng bào mình, bán rẻ lương tâm cho quỷ đói, tiếp tay cùng Việt Á thao túng vật tư chống dịch để thu lợi bất chính khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Gần 800 tỷ đồng Việt Á dùng để bôi trơn đã chạy vào hầu bao của rất nhiều quan tham trên khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các quan lớn như là Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Công Tác đã được Việt Á bôi trơn hối lộ số tiền hậu hĩnh cả trăm tỷ đồng. Nhiều người dân khi được hỏi thì đều thốt lên họ biếu nhau vài chục tỷ như chút quả mọn, còn người dân thì đói khổ, thậm chí nhiều người chết do suy kiệt dinh dưỡng không được xét nghiệm chữa trị COVID-19 kịp thời. Đây không đơn thuần chỉ là sai phạm, là tội ác mà đã gián tiếp hại chết hàng vạn người. Nếu chính phủ khẳng định chống dịch như chống giặc, thì những quan tham, cán bộ biến chất vơ vét tiền của chống dịch có thể coi như kẻ thù của nhân dân. Xét cho cùng, họ phải đền tội xứng đáng cho những gì mà họ đã gây ra cho đất nước, cho đồng bào. Học bác từ đạo lý diệt sâu mới cứu được cây, chặt cây sâu để cứu rừng mới chỉ phanh phui một vụ án xảy ra Việt Á mà đã có gần 70 cán bộ đảng viên bị kỷ luật cách chức, khai trừ khỏi đảng, dắt nhau sổ khám. Quay kit test COVID-19 nhỏ xíu nhưng cũng đã trở thành màn chiếu yêu cho công tác cán bộ, làm lộ nguyên hình cả một bầy sâu ma quái núp bóng người đầy tớ trung thành của nhân dân. Trước khi bị bắt, lãnh đạo nào cũng tốt. Hiện nay, việc một lãnh đạo cấp tỉnh, bộ ngành có tài sản hàng chục, hàng trăm tỷ đồng chỉ là bình thường. Số tiền tham nhũng trên cả nước lên tới cả trăm ngàn tỷ đồng, không có gì là giật mình. Ông Chu Ngọc Anh khi bị bắt tạm giam, ngoài tài sản bí mật, chỉ tính riêng căn biệt thự đang ở dưới bất động sản định giá lên tới cả trăm tỷ đồng. Khi được phán kỷ luật rồi, ông này còn tranh thủ ký quyết định bổ nhiệm 6 cán bộ trước khi bị khởi tố bắt tạm giam. Ông Nguyễn Thanh Long còn diễn quá hay. Cụ thể trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội ngày 10 tháng 11 năm 2021 về tình trạng hàng loạt cán bộ y tế vướng phải lao lý sai phạm trong việc đấu thầu và mua bán thuốc. Ông Long cho rằng đây là những vụ việc hết sức đau lòng. Mặc dù các quy định về đấu thầu đã có, nhưng vẫn có vi phạm tham ô tham nhũng. Chúng tôi lên án các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo đúng pháp luật. Tiếp theo, ngày 5 tháng 1 tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, ông Long nhấn mạnh những vi phạm sai sót xảy ra vừa qua là rất nghiêm trọng. Cần phải xử lý nghiêm minh nhưng không làm phai mờ những nỗ lực đóng góp cống hiến đêm ngày cũng như sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, các y bác sĩ, các cán bộ nhân viên ngành y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19 suốt thời gian qua và cả trong thời gian sắp tới. Đúng là miệng quan, hiện tại ông Long đang thiền trong trại tạm giam để suy ngẫm về những gì đã làm và sai phạm sau gần. Ngày 19 tháng 10, ghé nóng Bộ trưởng Y tế mới đây, thông tin mới nhất từ việc các tỉnh phía Nam
đang sùng sục là do các ông lãnh đạo nhất tại thành phố lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, do ông Phạm Văn Mãi đứng đầu, là tay chuyên cấu kết với đám bà sơ, đám buôn thần bán thánh, nhà báo luật sư bẩn, nghệ sĩ láo, thần y lừa bịp và đặc biệt là cấu kết với các thế lực ngầm. Trước đây mặc dù ông Dũng lỏ vôi, biết rõ cách hoạt động của cái đám quan tham, nhưng chúng chưa đụng tới Đại Nam. Nên ông Huỳnh Uy Dũng chưa dám phơi bày việc lươn lẹo của cái đám quan tham, thế lực ngầm này. Thế nhưng sau khi vợ ông Dũng lỏ vôi, bị tên Phạm Văn Mãi chèn ép, bắt giam vào tù một cách bất công và oan uổng 5 lần 7 lượt gia hạn tạm giam, thì quá bức xúc ông Dũng lỏ vôi đã âm thầm điều tra và nay tung ra hàng loạt bằng chứng nóng tố cáo tên Phạm Văn Mãi, Lê Hồng Nam, Vũ Đức Đam và đặc biệt có liên quan đến Thủ tướng đương nhiệm là ông Phạm Minh Chính. Đây có lẽ là một thông tin động trời, vì khó có ai tin rằng vụ việc sai phạm liên quan dính líu đến cấp lãnh đạo cao nhất trong một quốc gia. Theo thông tin ban đầu thì trong 2 năm, từ năm 2020 đến nay, các quan chức trên đã cấu kết với nhau rút ruột hơn 50.000 tỷ đồng từ rất nhiều dự án như là dự án thoát nước chống ngập của thành phố, vụ án kit test Việt Á, vụ án giải cứu dịch Covid và nhiều vụ án khu bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi sao chỉ trong 2 năm qua mà các vụ lừa đảo của các tập đoàn liên tục xảy ra như vụ Tân Hoàng Minh, FLC, Vạn Thịnh Phát và AIC. Các đề án xảy ra hiệu ứng domino như vậy là do các vị quan chức này thao túng giật dây như thế này đây. Xin nhắc lại, những cái điều trên đang được điều tra, nhưng riêng vấn nạn bị ngập sâu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì đã diễn ra hơn 10 năm nay, nhưng sau bao nhiêu lần đưa ra các đủ các biện pháp giải quyết tiêu tốn hàng tỷ đô la từ ngân sách quốc gia, thì tình trạng ngập sâu tại thành phố này vẫn không được cải thiện, mà còn có xu hướng ngập mạnh hơn trước. Lãnh đạo từ trên xuống dưới dường như cứ thay nhau, hứa hẹn năm này năm kia hết ngập. Nhưng sau cả chục năm mong mỏi, thì dân chỉ nhận được cái bánh vẽ bị bốc mùi hôi thối, vì cái bánh đó đã qua tay quá nhiều ông lãnh đạo tham nhũng đục khoét trước tình trạng thành phố này bị chìm trong biển nước. Ông Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, tên Phạm Văn Mãi cũng nhiệt tình, chỉ đạo học hành ra vẻ là một ông đảng viên thanh liêm, chính trực để lấp liếm. Nhưng là hắn lại là một tay chơi thứ thiệt, là một trong những thành viên trong các thế lực ngầm tại thành phố Hồ Chí Minh như vụ bao che cái drama tai tiếng với bà chủ Đại Nam siêu Nguyễn Phương Hằng. Là một minh chứng khiến ông Dũng phải ra tay điều tra, quy ra bằng chứng sai phạm của các vị quan chức tham lam, vô đạo đức này. Hiện nay tất cả mọi việc là do một tay tên Phạm Mãi chỉ đạo. Các vị liên tục học khẩn về các phương án chống ngập, nhưng Phạm Văn Mãi lại không có giải pháp cụ thể nào. Như ông này cứ khăng khăng đòi tăng chi phí đầu tư cho dự án chống ngập của thành phố. Ban đầu số vốn chỉ ngót nghét vài ngàn tỷ, sau vài lần họp thì tăng lên 16 ngàn tỷ. Nhưng các công trình vẫn bỏ ngỏ, dừng thi công hơn 3 tháng nay, bị Trung ương.